Vậy nghe đi nặng sợ. Nhiệt độ ba cùng 32 độ C nhưng mà ngày hôm nay 7 giờ sáng đã thấy nặng rồi. Dạ em vui xin chào tất cả mọi người. Ngày mới em chúc tất cả bà con luôn vui khỏe. Hôm nay có mặt tại ngã tư Đồng Đa, Lý Thường Kiệt. À, ở đây bây giờ có con tin đẹp nhé. Ngay ngã tư đèn xanh đèn đỏ vòng vại. Nắng sớm công trình ở đây, trời ơi mai vàng nó mà nhiều đi, mai vàng đưa về đây nhiều ghê chưa. Dạ hôm nay ngày 18 tháng 9 năm 2023, nhiệt độ thời tiết ở Huế cũng từ 24 đến 32 độ C cho ngày hôm nay. Dạ sáng ra đã thấy nắng đó đó, không còn âm u nữa. Dự báo ngày hôm nay có mưa chiều nhưng mà khả năng thì còn khả năng thấp, vài mươi phần trăm, 30-40% chiều sẽ có mưa. Ngay trước thì 70-80% mưa. Như đêm hôm qua, một đêm cuối tuần này Huế cũng có những cái phố đi bộ cũng có được một đêm tròn vẹn để bán hàng. Yeah. Thì có 3 đêm phố đi bộ hoạt động thôi mà đã 2 đêm mưa mới dầm thôi. Đêm qua chủ nhật cuối tuần thì cũng hoạt động được. Yeah. Đây là đường phố Nguyễn Văn Cừ. Một chờ ngày mới khi có nắng không. Nguyễn Văn Cừ thì có chờ Hai Bà Trưng, chờ Pháp Phim. Hàng hóa đầy ấp ngày mới, rau củ quả đầy ấp. Đây ngã tư Hai Bà Trưng, ngày tháng tư hai phố đi bộ những đêm cuối tuần này. Hôm nay thì trở lại con phố đi lại bình thường. Về đêm những đêm cuối tuần thì là phố đi bộ rộn ràng nhộn nhịp. Ở đây ban đêm về hàng quảng bán cũng đông đúc mọi người, cũng như ban ngày ăn uống. Khu vực này trung tâm thì cùng gần với bệnh viện, khu vực bên kia là cổng bệnh viện Trung ương Ngô Quyền. Đường Hai Bà Trưng có hai mặt, người nhà bệnh nhân ở ra đây vào những giờ cao điểm giờ cơm nước rất là đông. Mà chuyện đường này làm ăn lúc nào số bồ cả. Đó, có công viên nước này. Ngã tư Ngô Quyền, hai ba ngã tư sạc nhau. Đây này cuối đường Hai Bà Trưng, khu vực bệnh viện. Dụng cụ y tế.
tôi thì đang đi dọn đường đó, bà con hay ngồi ra ngoài đường vốn bạn. Ở đây thì cảnh xe cổ người ra vô luôn luôn đông. Trần Công Vân chờ mày kia cửa hàng ở đây đấy, bạn buông này rất là nồi bụng, rộ khoai mì mê bằng được xít vào trong ta đô thị tại mẹ ơi đô thị đi dọn dẹp đường cho sạch. Buôn bạn ra ngoài đường này lần kiểm mà lê đường làm ách tắc giao thông em đi em hỏi vậy là bà con từ đâu em làm đô thị nữa yeah. Đó, ngày mới nắng xuyên qua Tân Lã xuyên qua mọi nơi đây là ngã ba đường Hà Nội gần phải Trung Thu rồi bánh hàng. Ăn bánh Trung Thu đó bày bán rất là nhiều luôn. Đây em đi trên một bên lề của đường Hà Nội. Vì là đoạn đường Hai Bà Trưng đi ra thẳng sẽ là bị ngược chiều nên bà con phải vòng ra về đường Trần Cao Vân, vòng qua bên kia đường mới vô lại ngã đi được này. Thì là một dân người bệnh viện luôn luôn đông đúc lắm. Hai bên kia là ngã tư đèn đỏ vào Phú Xuân. Mới gắn đó, một buổi sáng tại Huế hiện nay đông người sẽ có những hình ảnh như thế này mọi người. Trương Đình những đường phố khá là mát nên là hàng quán luôn đông khách. Từ những góc phố chật hẹp cho đến những con phố rộng rãi sạch đẹp. Sáng nay nhà em đưa bà con thăm Huế tiếp thêm chục thời tiết ngày mới. Dạ, hôm nay ngày 18/9/2023 thời dự báo thời tiết từ 24 đến 32 độ C cho ngày hôm nay.
Dạ. Hy vọng bà con cùng em được thêm Huế ngày mới bất chờ như răng. Dạ, em xin kết thúc video nha mọi người. Hẹn gặp lại mọi người những video tiếp theo. À, khi xem mọi người đừng quên nhận like, đăng ký kênh để ủng hộ em nha. Rồi, em xin chân thành cảm ơn. Xin chúc tất cả mọi người luôn mạnh khỏe, bình an. Dạ, em vui xin chào, hẹn gặp lại mọi người.